quay trở lại với kênh Tim Bèm Chút Xin, giúp mọi người có một cái mới thật là tốt lành. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách quay cài. Xin giới thiệu mọi người, đây là chài bắt cá đối. Chài này là mặt cước là 3 phân nhé mọi người, dài tầm khoảng 3 mét. Bây giờ mình sẽ xả ra và bắt đầu các bước để làm sao mình có thể chài được. Bước đầu tiên thì khá đơn giản rồi. Bây giờ mình sẽ xả dây ra và bắt đầu là thu dây lại để cho nó gọn và không bị rối khi mình quăng chài. Mình khoanh lại và cái đầu này thì mình bỏ vào tay trái nha mọi người. Mình bỏ vào tay trái để cho khi mình quăng ra cái dây nó vẫn giữ nguyên trong tay mọi người. Rồi, mình quấn thế này là ok đó mọi người. Bây giờ mình sẽ thu chai vào. 1 2 3 4 bốn cái mọi người, và bắt đầu là mình thét chai lại. Rồi ok, đây là bước rất quan trọng mọi người. Khi mà xong bước này rồi thì mình sẽ bắt đầu lượm chài. Sau bước đầu tiên là thu chài, bây giờ mình sẽ lượm chài mọi người. Trước khi lượm chài thì mình sẽ làm cho chài nó thông ra mọi người, như này này, đó. Cho nó khỏi bị rối. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu lượm chài nhé mọi người. Cách lượm chài cũng khá là đơn giản mọi người. Mình dùng tay phải kéo tầm khoảng 5 đến 10 viên chì, mình bỏ vào tay trái. Bắt đầu thì mình sẽ lượm, mình phân ra mọi người. Cái tay phải của mình phân làm 3 đoạn mọi người. Đó. Bàn tay 5 ngón thì mình phân thành 3 đoạn. Đó. Đưa lên đưa xuống cho nó khỏi bị dính vào lưới mà. Khi mà nó dính vào lưới thì mình tung chài nó sẽ bị rách chài. Đây, mọi người để ý này. Bàn tay 5 ngón của mình thì mình đây, ngón mập ngón trỏ của mình thì để lên trên. Còn tay trái của mình thì còn một phần chài mình sẽ lượm một nửa. Đây. Cách phân chia chài như thế mọi người thấy rõ chưa? Cái này rất là quan trọng. Mình lượm chài được thì mình mới có thể tung chài được. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tung chài. Mình lấy đà 1 2 3 và đưa chài ra phía sau và dùng hết sức đẩy mạnh chài vào phía trước. Đây, nên nhớ thì mình lấy đà, mình đưa chài ra sau và mình làm một động tác cho nó có lực nhé. Khi đó mình sẽ đẩy chài ra là được. Ok. Sau khi hướng dẫn xong thì mình sẽ thực hành để bắt cá trực tiếp luôn mọi người. Hiện tại thì có khoảng bầu, cũng có cá đấu. Bây giờ mình sẽ thực hành quen chài và bắt cá đấu cũng như cách lượm chài là như thế đó, rất là đơn giản mọi người. Bây giờ mình sẽ quen chài. Khi quen thì mình đợi sóng vào để lấp cái đầu cá, mình sẽ mới bắt được cá đối. Cá đối rất là khung. Rồi sóng vào đó, bây giờ mình sẽ quen chài. Ok. Rồi mọi người cứ làm như thế nha. Thank you.
video hướng dẫn chi tiết cách quan trài bắt cá đổi của mình cũng xin kết thúc tại đây luôn mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Một lần nữa mình xin cảm ơn. Hẹn gặp mọi người ở những video sau. Chào và tạm biệt mọi người nhé.